Nam Anh kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba, 14 tháng 4 năm 2020. Đến với bản tin Hoa Tình Đốn tối nay gồm có tin phân tích thời sự Hoa Kỳ, tin tài liệu. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự về coronavirus và Trung Cộng do Nguyễn Phú Quý và Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được tiếp xúc với anh Nguyễn Phú Quý để mà tìm hiểu một số vấn đề về những cái mưu toan của Trung Cộng trong lúc mà coronavirus nó đang hoành hành khắp nơi trên thế giới. Thì những cái việc làm của họ ở Biển Đông hiện nay như thế nào? Những cái báo cáo của họ về những cái con số của những người bị tử vong vì coronavirus nó ra sao? Và chúng ta có tin được những cái data của Trung Cộng khi mà cung cấp cho WHO hoặc là những cái tổ chức y tế quốc tế để mà nhằm giúp thế giới tìm hiểu được cái lúc nào là cái lúc mà cái curve nó đi xuống để mà chúng ta có thể phòng chống vấn đề coronavirus được hữu hiệu. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết, xin được kính chào anh Nguyễn Phú Quý. Xin chào Nhân, xin chào quý khán giả của đài SBTN. Khi mà chúng ta nói Trung Cộng hiện đang lợi dụng coronavirus, đang lợi dụng cái chiếc hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ nghỉ ở tại đảo Guam vì lý do là có những cái binh sĩ của Hoa Kỳ bị nhiễm coronavirus, thì anh nghĩ sao về cái hành động của Trung Cộng ngày hôm qua? Họ đã bắt đầu có những cuộc thao dượt chính thức ở tại Biển Đông như thế. Thưa anh Nhân, thưa quý khán giả của đài SBTN, nếu mà nói về vấn đề coronavirus thì đi ngược thời gian khoảng tháng 12, cuối tháng 12 năm 2019 thì chính phủ của Đài Loan đã có báo cáo với lại Hội Y tế, Hội WHO là Trung Cộng có nhiều cái ca mà corona mà nhiều thiệt mạng nhất, mà tử vong nhất mà không có chịu báo cho WHO biết. Trong khi đó thì tháng Giêng thì Đài Loan lại cảnh cáo Hội Y tế Quốc tế một lần nữa, nhưng đã bị ông bác sĩ Tedros bác bỏ là chưa có đến nỗi mà quan trọng, đến nỗi mà phải thông báo là cô lập cái dân số của thế giới. Thì trong lúc đó thì Trung Cộng nổi tiếng với lại Đảng Cộng sản có cái tham vọng là nắm chiếm Biển Đông, thì người ta dương đông kích tây. Thì trong lúc Mỹ với thế giới đang lo chống dịch thì Trung Cộng đã cho thu hồi lại tất cả những cái khẩu trang mà đã sản xuất ra, mà không cho những cái hãng mà sản xuất đem ra ngoài nước Trung Hoa. Thì cái mục đích của Đảng Cộng sản quốc tế nói chung thì muốn cô lập nước Mỹ, là tại vì nếu mà đánh bằng vũ trang thì không đánh lại nước Mỹ, tại vì Mỹ nó có nhiều bom nguyên tử và có nhiều tàu bè và nhiều phản lực cơ và nhiều hỏa tiễn hơn. Thành ra cái này cũng là một cái nghi vấn mà ông bác sĩ Tedros mà director của WHO đó, thì người ta nói là ông này đã bị Trung Cộng mua chuộc. Thì nếu mà nhìn lại cái đầu tư của nước Trung Cộng đi vào Ethiopia, là cái nước mà mẹ đẻ của ông Tedros đó, thì nó đã đầu tư khoảng 5 tỷ bạc rồi. Thì khi những cái nước mà cộng sản mà nó đi mua chuộc những cái nước khác, thì nó mua chuộc những người đứng đầu của nước hay là những cái hội y tế quốc tế để nó tuyên truyền, thì về vấn đề truyền thông đó thì cộng sản nó nắm để nó tuyên truyền cho cả thế giới biết. Và khi mà Trung Cộng ở Biển Đông thì nó cũng có một cái nguy hiểm là tại lúc này là lúc Việt Nam đó, họ ngồi cái bàn chủ tọa của khối ASEAN, cái ngày 14 tháng 4 này sẽ là cái ngày họp ở trên mạng Internet, họ dùng video conference đó. Thì có thể là có thêm 3 quốc gia nữa trong 10 quốc gia ở khối ASEAN, là có nghĩa có Trung Cộng, có Nhật Bản và có Đại Hàn. Anh Quý, liệu cái người Cộng sản Việt Nam họ vẫn đu dây, một phần thì chơi với lại Trung Cộng, một phần chơi với lại Mỹ, mà trong lúc những cái hạm đội mà Trung Cộng có nó đang cho ra, Liêu Ninh nó đang nằm ở tại Biển Đông rồi. Thưa Nhân, thưa quý khán giả, cái hội ASEAN chỉ có 10 quốc gia thôi, là Nam Dương, Thái Lan, Tân Gia Ba, Mã Lai, Philippines, Việt Nam, Campuchia, Lào, Brunei và Miến Điện. Thì những cái thành phần đó là những thành phần chính của ASEAN, nhưng mà trong cái khối ASEAN cũng đang bị lũng củng nội bộ chia rẽ, là tại vì Trung Cộng làm những cái
những cái hiệp ước đơn phương với Phi Luật Tân là cái nước mà cận nhất của cái đường lưỡi bò. Thì năm cái nước mà nằm chung quanh cái đường lưỡi bò bị ảnh hưởng nhiều nhất đó là nước Brunei, nước Phi Luật Tân, nước Mã Lai và nước Việt Nam. Thì những cái chính sách của Trung Cộng đó là cách đây 4 năm cho tới 5 năm về trước đó, thì Trung Cộng tạo ra một cái chính sách bẫy nợ, có nghĩa là người ta mượn tiền của Trung Quốc để mà xây dựng cơ sở hạ tầng. Thì khi mà mượn tiền mà không trả được đó thì phải giao tài nguyên của đất nước cho Trung Cộng. Thì cái tài nguyên của Biển Đông đó là nó có dầu khí, thì Trung Cộng nắm cả cái phần đông cái lưỡi bò. Thì cái đảo Hoàng Sa, Trường Sa thì nó là một cái đường lưỡi bò sâu nhất đi xuống tới Việt Nam, và nó đặt thêm hai cái cơ quan nghiên cứu trên cái đảo ở bên Hoàng Sa. Thì ở Trường Sa thì nó sẽ có ảnh hưởng về vấn đề di chuyển của tất cả các nước chung quanh vùng Đông Nam Á. Thì Trung Cộng với lại Đại Hàn và lại Nhật Bản là ba cái nước mà đi vào một cái hiệp ước để mà giúp những cái nước ASEAN một cách hợp pháp. Nhưng mà thật ra Trung Cộng nó có một cái chính sách luôn luôn là vừa đánh vừa đàm và hay thọc gậy bánh xe để cho chia rẽ trong cái khối ASEAN. Thì Việt Nam với lại Phi Luật Tân là hai cái nước mạnh nhất trong cái khối ASEAN, còn mấy nước kia như là Singapore thì có tiền nhưng mà không có quân đội. Và trở lại vấn đề coronavirus thì anh Quý nghĩ trong cái vấn đề mà chủ động của Đảng Cộng sản Trung Cộng nó có làm ảnh hưởng nhiều đến cái vấn đề toàn cầu và đặc biệt ảnh hưởng tới ngay cả Hoa Kỳ trong những cái thiết bị vấn đề y khoa? Cái vấn đề y khoa đó là giống như anh biết những cái hãng Honeywell nó sản xuất cái máy thở bên Trung Quốc, nhưng mà năm ngoái thì Trung Cộng nó không cho Honeywell đem những cái máy đó ra khỏi nước, và những cái khẩu trang mà sản xuất ở bên Trung Cộng đó thì nó cũng giới hạn, không có cho đem ra mấy cái nước ngoài. Rồi Trung Cộng lại dở chính sách là mình vừa đánh vừa đàm, vừa làm chuyện nhân đạo, thì Trung Cộng mới thu hồi lại 4 triệu khẩu trang. Và với chính sách là mình làm vấn đề nhân đạo thì gửi tới 50 cái quốc gia mấy cái khẩu trang này và những cái bộ trang phục bảo vệ. Thì Trung Cộng đã sản xuất ra và tặng cho những cái 50 quốc gia này 16 cái máy thở, 3 triệu bộ xét nghiệm COVID-19, 4 triệu khẩu trang và 37 triệu trang phục bảo hộ. Thì để mà làm cho nó có vẻ mình là nhân đạo, nhưng mà thật ra Trung Cộng đã có ý định là quấy nhiễu nước Mỹ, tại vì nước Mỹ thì luôn luôn về vấn đề quân sự thì hơn Trung Cộng hay là Nga. Thành ra nếu mà đánh Mỹ bằng quân lực thì không đánh được. Và cuối cùng thì những cái dữ liệu, những cái tin tức, những cái data mà của Trung Cộng cung cấp hiện nay cho WHO cũng không thể dùng được. Trung Cộng thì từ khi sau Mao Trạch Đông và cái chiến tranh văn hóa, cái Cultural Revolution, thì những cái dữ kiện của đảng thì nó có những cái vấn đề mật trong đó. Thì Đảng Cộng sản nó khác những cái dân chủ, cái Đảng Cộng hòa Dân chủ của nước Mỹ, là tại vì mỗi 4 năm mình bầu một người tổng thống. Thì những cái dữ kiện thì nó tiếng Mỹ nó gọi là transparent, có nghĩa là đều ai cũng đều biết hết. Trong khi những cái khối cộng sản đó, cái người độc tài nắm hết truyền thông, thì khi mà chính phủ mà cho tin gì thì phải đi qua một cái hãng thông tấn xã của chính phủ nắm. Thì những cái tin tức mà bây giờ mình nghe Trung Cộng nói, ngay cả vấn đề kinh tế mà vấn đề GDP, vấn đề y tế cũng không có thể tin được. Mà những cái nước như là Canada, những cái nước bên Âu Châu bắt đầu có vẻ phẫn nộ, là tại vì khi Trung Cộng gửi những cái khẩu trang qua bên Tây Ban Nha hay là bên Ý, thì những cái khẩu trang này cái phẩm chất rất là thấp mà bị trả về, là tại vì có nhiều cái khẩu trang nó có chất có con vi trùng COVID-19 trong đó, nhưng mà người ta không biết là có cố ý hay là vô tình. Thì 90% những cái nước Âu Châu bây giờ là không có tin sản xuất ở Trung Quốc nữa. Chương trình của chúng tôi và anh Nguyễn Phú Quý phân tích về tình hình chính trị Hoa Kỳ cũng giống như thế giới
hàng tuần và mỗi thứ ba. Chương trình đến đây xin được tạm ngưng. Chúng tôi xin được kính chào. Một lần nữa, xin được kính chào anh Nguyễn Phú Ý. Xin chào Nhân, xin chào quý khán giả ở SBTN.